Học được cách rọi trứng từ ba mẹ, cùng với việc thích kinh doanh, chị Phạm Kim Tính, 39 tuổi, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, chọn mở quán hột vịt lộn đã gần 12 năm nay. Tôi mở quán đến nay cũng đã được gần 12 năm. Gia đình có truyền thống nuôi vịt đẻ để, để lấy trứng ấp bán. Tôi học được kinh nghiệm rọi trứng và canh trứng lộn ngon nên nảy ra ý định kinh doanh quán hột vịt lộn luộc cùng công thức nước chấm mang thương hiệu riêng của mình, chị Tính chia sẻ. Để có được những trứng vịt ngon, chị tính thường chọn trứng ấp tầm 17 ngày là vừa ăn và tươi ngon để con không bị lớn. Trứng được chị luộc theo từng đợt, mỗi đợt tầm 30 trứng đảm bảo trứng luôn nóng khi đến tay thực khách. Chị tính cho biết quán cũng là nơi mà khách nước ngoài hay ghé, có khách ăn năm đến sáu trứng, có người không ăn được chỉ thử một trứng và đa số khách từ các nước Hàn Quốc, Anh, Mỹ. Chị Quỳnh Thơ ở huyện Bình Chánh lại là khách quen ở quán đã 3 năm nay. Bên trong hộp vịt phần con ở đây đều không quá to và không quá nhỏ nước chấm ngon mà ở các quán khác không có nên đó là ưu điểm để mình ghé thường xuyên. Dù nhà mình ở Bình Chánh nhưng có khi một tuần mình ghé quán 2 đến 3 lần, dù sai nhưng vẫn sẵn sàng đi và còn rủ thêm bạn tới để ăn cùng, chị nói.